Anh ơi, kiếp nạn thứ 82 của tôi với bà. Hai tuần lễ nay mắc cái giống ôn gì mà bệnh hoài, hết cái chuyện này cho tới bệnh kia. Rồi mấy bữa, hai bữa trước đêm tự nhiên đang đêm tôi nó ngứa cái cổ với bà. Nó ngứa vòng vòng cái bắt đầu làm gì mấy bà. Mở đèn lên coi, mở đèn lên coi thấy trời đất ơi nó nổi về màu mấy cái hột đỏ về cổ mà nổi một cái lớp bờ gờ vô nó dày luôn, nó nhám nhàm luôn, nó ngứa trời ơi. Tưởng đâu là muốn lột cái da cái cổ tôi rồi mấy bà. Bắt đầu tôi lấy cái lọ kem nguyên ngô này nè mấy bà, tôi bôi lên cái cổ tôi, bôi lên cổ hơn và biết sao không, bữa gài bệnh nữa đâu có dám uống thuốc nhiều, uống nhiều quá rồi nó gọi là thuốc nó trùng nhau, nó đụng nhau rồi sao đó. Bôi luôn hai ngày nay nè mấy bà, mà tôi đỡ rồi nè mấy bà, đỡ rồi không phải uống thuốc tây mà nó cũng đỡ rồi, nó dịu xuống rồi nó hết bớt ngứa mới ngủ nghe gì được đó. Bởi vậy tôi nói mấy bà nghe, đâu phải hả nhà mà không có con nít là không cần lọ kem munro này. Quạ vô đơn chí mấy bà thấy không, tự nhiên nửa đêm tôi đang ngủ cái tôi bị ngứa không có lọ kem munro này là làm sao. Mấy bà cũng vậy nữa, thủ sẵn một lọ trong nhà đi để lỡ có chuyện gì mình lấy mình bôi, đêm hôm mình ngứa cái là mình có mình bôi liền. Hứa nè, tôi ngứa hai ngày lại tôi bôi nó hết rồi nghe mấy bà. Rồi bây giờ bà nào chưa có cái lọ kem munro này nha, bấm vô cái nút mua, bấm vô nút mua để tôi có tiền tôi mua thuốc bổ tôi uống nhanh hết bệnh, tôi còn livestream bán hàng nữa mấy bà.